Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Bạc Liêu vừa có báo cáo khẩn về ban chỉ đạo tỉnh, trường hợp người mua bán hàng rong có tiếp xúc bệnh nhân COVID-19 đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh. Theo báo cáo, một bệnh nhân đang điều trị tại khoa nhiễm bệnh viện đa khoa tỉnh đã gửi cho điều dưỡng khoa này hình ảnh người bán hàng rong trực tiếp bán hàng cho một bệnh nhân đang điều trị tại đây. Trước mắt, ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Bạc Liêu đề nghị tiến hành phun xịt hóa chất toàn bộ khu vực xóm Huế, bệnh viện đa khoa tỉnh và trường tiểu học Kim Đồng. Công an thành phố Bạc Liêu xây dựng phương án cách ly toàn bộ khu vực xóm Huế, đề nghị bệnh viện đa khoa tỉnh điều tra từ ngày 16 đến ngày 19 tháng 5 người bán hàng rong đã có tiếp xúc với những ai. Đồng thời kiến nghị ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh xem xét cho học sinh trường tiểu học Kim Đồng nghỉ học đến ngày 24 tháng 5 năm 2020. Thông tin thêm về trường hợp này, ông Bùi Quốc Nam, giám đốc Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu cho biết. Thì đây là cái hành vi vi phạm của luật phòng chống bệnh truyền nhiễm rất là nguy hiểm. Và ngành y tế cũng đề nghị các cơ quan chức năng và địa phương xử lý một cách nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Sau khi chúng tôi nắm được thông tin thì lãnh đạo đã chỉ đạo cho các cái bộ phận chuyên môn đã tổ chức cách ly cái người mà bán hàng rong này cùng với 3 người tiếp xúc gần với cái người này nữa, tức là có 4 người đã được tổ chức cách ly tập trung. Chúng tôi cũng đã cho lấy mẫu xét nghiệm thì lần thứ nhất đã có kết quả âm tính. Như vậy thì cái sự lây lan trong cộng đồng là rất ít. Những ngày tiếp theo thì ngành y tế sẽ tiếp tục lấy mẫu bệnh phẩm của 4 người này để xét nghiệm lần thứ hai để khẳng định thêm, với khi nào có kết quả thì chúng tôi sẽ công bố để cho bà con nhân dân trong tỉnh được biết và an tâm.